Wow. Chào anh chị và các bạn đến với kênh của Tuấn. Hôm nay tiếp tục review cho anh chị và các bạn xem một cái máy làm bánh waffle mini. Có model là KC007. Công suất của cái máy này lên đến 350W và sử dụng nguồn điện 220V. Nhìn sơ qua thì anh chị và các bạn cũng có thể thấy cái máy này nó khá là nhỏ gọn nhé. Nó chỉ có 570 gram thôi. Nó chỉ vừa cái lòng bàn tay thôi các bạn. Một cái màu đỏ. Ở phía bên trên nó cũng có cái đèn cảnh báo nhiệt nhé các bạn. Máy này thì sử dụng điện hai chấu. Rất là tiện luôn. Còn bên trong thì cho các bạn xem cái khuôn của nó. Khuôn này thì làm bánh waffle. Đấy. Rất là đẹp luôn. Khuôn này khuôn chống dính nha các bạn. Ở đây thì mình cũng đã chuẩn bị một ít bột làm bánh này. Bây giờ mình sẽ đi lau sơ qua cái khuôn này. Sau đấy mình sẽ quét dầu lên đi làm bánh xem thử nó có hiệu quả không nhé các bạn. Rồi sau khi vệ sinh sơ qua cái máy làm bánh, bây giờ mình sẽ quét lên một tí dầu. Để quét dầu lên thì lúc gỡ bánh thì cho nó dễ. Chứ nếu các bạn không quét dầu lên thì lúc bánh chín chúng ta gỡ ra thì nó sẽ dính lên khuôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho bột vào. Sau khi cho bột vào, bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và cắm điện xem nó như thế nào nhé các bạn. Sau khi ta cắm nguồn vào thì cái đèn này nó sáng màu xanh nhé các bạn. Tí nữa nó sẽ tắt thì bánh đã chín nhé các bạn. Đây các bạn, bánh chuẩn bị chín bốc khói luôn nhé các bạn. Ở đây bởi vì lúc đầu mình cho bột hơi nhiều, cho nên là các bạn cũng có thể thấy nó hơi tràn ra bên ngoài này. Tí nữa mình sẽ làm cái khác, mình cho ít lại. Đấy các bạn, khi đủ nhiệt thì cái đèn nó tự ngắt nhé các bạn. Nó vừa tắt cái đèn luôn. Bây giờ mình sẽ dỡ nắp ra xem bánh nó như thế nào. Wow. Lúc đầu thì mình chỉ quẹt dầu ở bên dưới khuôn chứ mình không có quẹt bên trên, nên các bạn cũng có thể thấy phía bên trên khuôn nó cũng còn hơi dính một tí nhé. Nhưng mà không sao, bánh lái ra khá là dở luôn các bạn. Đây. Đấy. Bánh chín đều mặt khuôn luôn các bạn. Không hề cháy nhé. Ở đây là bánh vừa chín tới chứ không có cháy nhé các bạn. Rồi, đó bây giờ mình sẽ cắt ra xem thử nó như thế nào. Rồi, tiếp tục làm cái bánh thứ hai chứ các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ ít hơn cho nó khỏi tràn ra bên ngoài. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái mĩ bánh này ra xem thử nó như thế nào nhé các bạn. Wow. Mĩ bánh này có vẻ là vừa khuôn luôn các bạn, không có tràn gì cả. Rất là thơm luôn. Nhưng mà hơi mỏng bởi vì mình đổ bột đủ khuôn chứ không có nhiều, nên nó hơi mỏng này. Đấy, rất là ngon luôn. Hai cái. Rồi, còn một tí bột đây, làm hết luôn nhé các bạn. Rồi mở tiếp cái mì bánh thứ ba nhé các bạn. Đấy, mì bánh đây thì còn bao nhiêu bột cho hết, nó hơi nhiều. Rất là đẹp và rất là ngon luôn các bạn. Sau khi làm xong thì cái máy nó còn rất là nóng nhé các bạn đỡ nguội một tí rồi mới đi vệ sinh các kiểu. Đấy, sau khi làm ba mì thì cho các bạn xem này. Bánh cũng còn khá là nóng.
Đấy, nhìn bánh cực kỳ ngon luôn các bạn. Chín đều luôn. Rồi, mời các bạn một miếng nhé. Cắn thử nhé các bạn. Rất là ngon luôn các bạn, y như là bánh bông lan vậy đấy. Cái này thì thích hợp để những anh chị và các bạn nào mua về làm bánh ăn sáng hay là làm bánh chà bía nhà mình ăn trong mùa dịch này thì rất là ok luôn. Rồi, nếu anh chị và các bạn nào muốn mua cái sản phẩm này thì mình có để cái link Shopee, Lazada, Tiki Sen Đỏ bên phía dưới mô tả nhé các bạn. Các bạn click vào đó tham khảo giá và mua. Rồi, cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì đừng quên cho mình một like đăng ký nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video và clip tiếp theo. Bye bye.